Còn nếu như các bạn nào ở Hải Phòng ấy, thì nó sẽ là một cơ hội rất là lớn, cơ hội rất là tốt cho các bạn khi các bạn được gặp mình và cùng kiếm tiền YouTube với mình, được huấn luyện trực tiếp, cầm tay chỉ việc. Hello, xin chào các bạn. Ok, đây là cái video mà đầu tiên mình sẽ làm trong cái chuỗi bài học chia sẻ về kiếm tiền online. Kiếm tiền online nhé. Kiếm tiền online nó có nhiều môn học. Thì đây là cái môn học đầu tiên mình muốn làm, bởi vì môn học này là môn học vì cái môn học này là môn học mà mình giỏi nhất và cũng là môn học mình làm đầu tiên trong tất cả các cách kiếm tiền mà trên mạng, thì đây là cách đầu tiên là mình làm. Nó làm video và kiếm tiền nhờ YouTube. Thì nói chung như thế này. Khi các bạn làm gì đó thì phải có tư duy đúng. Và khi các bạn tư duy sai thì các bạn sẽ có những cách làm sai. Cái vấn đề của video này thì mình muốn chia sẻ chủ yếu là về tư duy. Mình sẽ không dạy một kỹ năng nào cả trong cái video này, vì đây là video đầu tiên. Và mình muốn là các bạn có tư duy đúng. Tư duy đúng trước khi bạn làm một việc phải có một tư duy đúng. Các bạn tư duy sai thì làm việc đó sẽ sai hoàn toàn từ đầu luôn. Cho nên là các bạn cố gắng nhé. Nếu các bạn vội vàng tắt video này đi và xem các video sau của video này để có cái kiến thức ấy, thì các bạn phải đảm bảo là các bạn đã có tư duy đúng rồi thì hãy làm việc đó. Còn nếu các bạn không có tư duy đúng ấy, thì làm ơn xem hết video này nhé. Vì nếu các bạn quá vội vàng thì các bạn nhớ này, vội vàng không bao giờ thành công. Người vội vàng không thành công, người đúng đắn mới thành công. Các bạn nhớ như vậy. Thứ nhất là mình chia sẻ các bạn về một cái tư duy kiếm tiền online. Đó là tư duy cùng chiến thắng. Tư duy kiếm tiền online ấy, tư duy này là tư duy cực kỳ quan trọng. Đó là tư duy cùng chiến thắng. Cùng chiến thắng, cùng kiếm tiền, cùng giàu có. Các bạn biết này, khi các bạn bắt đầu kiếm tiền online, bắt đầu kiếm tiền bằng YouTube hay các bạn bắt đầu làm những video kiếm tiền này, các bạn biết là các bạn là những người đi sau thôi, bởi vì người ta đã làm trước rồi, đúng không? Nếu như các bạn lại không đi cùng người ta mà các bạn muốn vượt qua người ta, muốn lách qua người ta, mánh khóe người ta thì các bạn không làm được đâu nhé. Các bạn nhớ là các bạn là người đi sau, nên cái tư duy đúng này, các bạn phải đi cùng nhá, cùng kiếm tiền, cùng giàu, cùng kiếm tiền thì các bạn phải đi cùng ai? Các bạn phải đi cùng với YouTube, đúng không? Đi cùng với YouTube các bạn, đi cùng với YouTuber khác, đúng không? Đi cùng với YouTuber khác và đi dùng các maker video khác, đúng không? Đi cùng những người như nào? Đi cùng với YouTube, đừng cố lách luật YouTube. Một số các bạn bây giờ ấy, là có cái tư duy là lách luật, đúng không? Lách luật này. Ngày xưa đấy thì bây giờ nó ít rồi. Là có những người đấy là chơi với bắt đầu kiếm tiền YouTube, chơi với kiếm tiền online, tham gia vào công việc này thì bắt đầu là tìm những cách lách luật, rồi thì là tìm những cách gọi là rồi tìm cách kiếm tiền nhanh, rồi tìm những cách gọi là lấp liếm, che giấu, dí ấp, rồi là làm cái sai, không có cái kiến thức đúng, không có nghiên cứu đúng, mà chỉ biết đi làm sao đi lách luật được người ta, lách luật được YouTube, rồi là chơi khăm được người khác, rồi là làm sao dí ấp ăn cắp được của các maker khác để làm cái của mình. Thì như vậy thì làm sao các bạn bền vững và lâu dài được, và các bạn chỉ biết lợi ích cho riêng mình, không cùng kiếm tiền với người khác, thì các bạn thắng được. Cho nên trong cái mô đun dạy các bạn học kiếm tiền với YouTube và làm các video và từ YouTube thì các bạn phải nhớ là phải có tư duy đúng đi, là cùng chiến thắng, cùng kiếm tiền. Và cao cấp hơn của cái tư duy này, đó là các bạn muốn có tiền, muốn làm giàu, muốn có tiền thì bạn phải giúp người khác. Đạt được đó các bạn đừng nói với mình ấy là tôi kiếm tiền cho tôi còn giúp người khác đến bao giờ. Các bạn, nếu các bạn làm, các bạn chỉ biết bản thân các bạn không giúp người khác cùng đạt các bạn, các bạn không làm được đâu, không đạt được đâu. Ví dụ các bạn đơn giản này, các bạn bán điều hòa nhưng Lộc đi bán điều hòa người ta, nên Lộc chỉ biết là bản thân Lộc có lãi thôi. Mà Lộc bán hàng thường lại bỏ hàng đặc biệt à, đúng không? Lộc bán hàng của đời cũ lại báo đời mới à,
Nên các bạn phải biết này, các bạn phải trao đi giá trị thật, các bạn phải muốn người ta giàu thật, các bạn phải muốn người ta thành công thật thì các bạn mới thành công được. Sự thành công của người khác là thành công của bạn, sự an toàn của người khác là thành công của bạn, sự tin tưởng của người khác là thành công của bạn. Các bạn phải nhớ như vậy, phải hiểu như vậy. Các bạn muốn có tiền, các bạn phải giúp cho YouTube có tiền. Đơn giản này, nói thật ạ. Nếu như các bạn không giúp cho YouTube có tiền hay không giúp cho YouTube phát triển hơn thì trên cái thế giới này vẫn có hàng triệu, thậm chí sau này sẽ có hàng tỷ những YouTuber, những con người khác, những maker khác, họ giúp cho YouTube phát triển, họ giúp YouTube thành công. Các bạn phải hiểu vậy. Họ giúp YouTube thì họ mới thành công được. Họ không bao giờ chống lại YouTube. Các bạn nhớ như vậy. Đây là cái tư duy, nên là mình muốn truyền nó phải là nó phải gắt với các bạn một chút, phải gắt với các bạn, bởi vì nó không thích những người nào mà có những cái tư duy thấp kém mà học cái bộ môn của Lộc. Thực sự như vậy, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến tiền bạc. Mình không biết là mình không thích những người mà mình không thích những người có đạo đức thấp và đạo đức tồi, có tiền và giàu có đâu. Và thực ra thì họ không thể giàu có được đâu, mà có giàu có thì họ không giàu có lâu được. Cho nên mình mới các bạn phải cố gắng giúp YouTube có tiền, giúp người khác có tiền, giúp người khác giàu, giúp người khác thì các bạn sẽ đạt được điều đó. Tự dưng các bạn sẽ đạt được điều đó, tự dưng các bạn sẽ có tiền. Các bạn cứ tin là mình nhé. Đây là cái tư duy đúng của cái việc kiếm tiền online, kinh doanh online, làm bất cứ gì thôi, mà không phải là online offline thế thôi nhé. Các bạn phải nhớ như vậy. Thì là cái tư duy tiếp theo, và là cái tư duy đặc biệt, và nó là cuối cùng mà các bạn phải có, đó là thành công. Chỉ gồm 3 bước thôi. Các bạn sẽ nói là thành công gì lại gồm 3 bước, thành công gì mà đơn giản như vậy. Rất nhiều các bạn nghĩ là thành công nó sẽ vất vả lắm, đúng không? Thành công sẽ phải khó khăn lắm, thành công phải nhiều bước làm lắm. Nhưng thật nói đối nào vậy? Thành công trong cái việc kiếm tiền cùng với YouTube ấy, kiếm tiền với YouTube, kiếm tiền qua YouTube ấy, thì chỉ có 3 bước này thôi. Các bạn không bao giờ làm sai 3 bước này ấy, thì các bạn thành công cực kỳ nhanh thôi nha. Đó là bước thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là làm video chất. Tại sao làm video chất? Làm video chất là để các bạn cùng chiến thắng người khác, để các bạn trở thành một maker video mà người khác cũng muốn các bạn là bạn của họ, để YouTuber khác cũng muốn kết nối các bạn, để kênh YouTube của bạn là một kênh YouTube chất, và để YouTube cũng muốn làm bạn với bạn, và bạn có thể làm bạn với YouTube, và bạn giúp cho YouTube giàu có thì bạn sẽ giàu có. Làm video chất là vậy thôi. Video phải có chất lượng, phải có giá trị thật, phải có ích thật. Đừng có spam YouTube, đừng có biến YouTube thành một cái bãi rác video, vứt video gì đó lên đó cũng được. Phải làm video chất. Làm video chất như nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ dạy các bạn trong các bài tiếp theo, sau đúng không ạ? Nhưng các bạn phải hứa với mình là phải làm video chất có giá trị thật, có ích lợi thật. Dù là các bạn rất buồn ngủ khi làm video đó thì cũng phải cố gắng, nó phải có một giá trị nào đó. Đừng để người ta mất 3 phút, 5 phút cuộc đời, thậm chí là có những video rất là dài, các bạn làm video rất là dài, 20 phút, 30 phút cuộc đời, nửa tiếng. Các bạn lấy đi của người ta mấy chục phút đồng hồ cuộc đời của họ mà không mang cho họ một cái giá trị chất lượng thì các bạn nó là thật hơi, các bạn hơi bị ác. Nó gọi là các bạn đã đánh cắp đi vàng bạc người khác. Tiền thời gian là vàng bạc, nó quá quan trọng ở cái vấn đề ở đây. Video không chất, video các bạn thật sự không có cái giá trị, không có chất lượng. Đừng làm giải trí, phải giải trí chất lượng. Đăng cả cái bạn đăng một cái video funny, vui vẻ cười đùa, nó phải cười đùa thật, đừng nhảm nhí quá. Đó. Hay là đăng chó mèo, hay là đăng cái gì đó, nó phải có tính mà giải trí thật nhá. Các bạn đừng có câu view nhá, đừng câu view, đừng vớ vẩn. Nói thật các bạn, người ta chỉ bị lừa một hai lần thôi. Hôm nay mình giảng dạy hơi nhiều và mình sung sức thì mình làm cái video này, cho nên là trong cái cách nói trong cái video này mình sẽ cố gắng lấy lại cái giọng nói thật của mình. Rồi bây giờ thứ hai là các bạn phải làm nhiều video. Bạn biết là nếu các bạn vẽ một bức tranh rất là đẹp, đúng không ạ? Vẽ một bức tranh rất là đẹp nhưng mà có người khác đến mua rồi thì bạn mất bức tranh đó rồi. Các bạn không thể nào chỉ có một sản phẩm được, mà các bạn phải có rất nhiều sản phẩm. Thì cho nên là phải làm nhiều video, và nói chung là làm rất nhiều đi. Làm rất nhiều.
ấy, có một số các bạn làm YouTube đấy thì chỉ làm video chất thôi, thì một năm mới ra được hai ba cái video rất là chất luôn à, mới làm được. Thế nhưng mà thực ra thì ra ít như vậy thì nó cũng là cái nhược điểm, là vì người khách à, nó là vì người ta trông chờ các bạn ra những cái video chất lượng thì các bạn lại quá lâu, đôi khi họ xem của người khác mất rồi, hoặc là họ quên các bạn là ai rồi, hoặc là khi các bạn ra đấy họ lại không để ý nữa. Đó, họ lại không để ý nữa bởi vì họ lại không biết là bao giờ các bạn ra. Thế cho nên các bạn phải làm nhiều một chút, ít nhất là phải một tuần một video, hoặc là các bạn nói là cái video các bạn nó mang tính chất phải là chất lượng thì các bạn có thể là một tháng hoặc là 2 tháng. Đấy, ví dụ như ca sĩ chẳng hạn, hoặc là nghệ sĩ diễn viên, hoặc là phim trường quay thì họ khoảng 2 đến 3 tháng thì họ sẽ làm một cái sản phẩm. Đó. Thì nói chung là nó tùy theo cái mức độ đầu tư và nó là tùy theo cái thể loại nữa, đúng không? Nhưng mà nói đúng như này, đó là người nghèo thì chỉ cần một trong hai, và người giàu thì cần cả hai. Người nghèo thì cứ làm nhiều thôi hoặc là chỉ làm chất thôi, nhưng mà các bạn cố gắng làm sao phải cân đối được, phải video chất lượng và số lượng phải ok, đúng không? Tức là đồng hóa giữa số lượng và chất lượng, tức là cân đối giữa số lượng và chất lượng, thì nói chung là nó đánh vào cái đồng tiền các bạn thôi. Các bạn làm được nhiều thì kiếm được nhiều tiền, làm được chất thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Nên các bạn tùy thôi, các bạn cần bao nhiêu tiền thì các bạn làm, nó sẽ ở mức độ đó. Và các bạn hiểu là đi đường dài thì chắc chắn là phải làm video chất rồi, nhá. Rồi cuối cùng cái bước thứ ba, là quan trọng hơn hai bước đầu tiên. Thế nhưng mà phải có hai bước đầu tiên thì mới có bước thứ ba này, đó là các bạn phải marketing, video. Ra là marketing thì nó mang cái chất là marketing thì nó mang cái chất tiếng Anh nhỉ, mình sẽ nói các bạn tiếng Việt đi, đó là quảng bá. Quảng bá video đó thì quảng bá nó có hai cách thôi. Quảng bá này là bằng SEO, quảng bá này các bạn làm SEO cho mình và các bạn quảng cáo thì là quảng bá, đúng không? Thế thôi, chỉ có hai việc này thôi. Các bạn biết là thuốc lá, đúng không? Các bạn, nếu các bạn học kinh doanh các bạn biết rồi, thuốc lá là một cái gì đó không tốt, thuốc lá là cái gì đó mang đến bệnh ung thư phổi, thuốc lá là cái gì đó xấu xa à, nói thế đi. Thế nhưng mà lại được bán trên toàn thế giới, đơn giản bởi vì họ quảng cáo tốt, họ quảng bá tốt, họ làm thị trường tốt, thế thì cũng có một cái video mà sản xuất rất là hay, rất là chất lượng, rất là ok, rất là tuyệt vời, nhưng mà không ai xem cả thì dở rồi. Rồi các bạn sản xuất ra càng ngày càng nhiều để người ta xem, càng các bạn nghĩ là sản xuất nhiều thì sẽ có nhiều người biết đến, sản xuất nhiều thì người ta sẽ để ý đến, nhưng mà đôi khi người ta, nhưng mà các bạn không quảng bá tốt, không ai biết đến, không ai chia sẻ nhau, không ai mách tai nhau, không ai biết đến các bạn là ai, không biết ai biết các bạn sản xuất video không? Thì làm nhiều và làm chất có giá trị gì nữa, đúng không? Cho nên các bạn nhớ này, thuốc lá là thứ rất là xấu, rất là tồi tệ mà người ta còn bán trên toàn thế giới được. Thì nếu như các bạn làm được ra một cái sản phẩm tốt, chất và nhiều đấy, thì các bạn không quảng cáo, mà các bạn không quảng cáo được ấy, thì các bạn quá là kém cỏi, và thậm chí là mà đúng ra các bạn đang phạm một cái tội lớn, đó là không mang được nhiều điều tốt cho thế giới. Các bạn nhớ như vậy, sống là mang điều tốt thế giới, đúng không? Điều xấu, điều không tốt như là thuốc lá còn quảng bá được, mà mình không quảng bá được thì là dở rồi. Cho nên là thành công nó chỉ gồm ba bước này thôi. Các bạn cố gắng học hết tất cả các video mà mình chia sẻ, các bạn cố gắng cùng mình và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được video chất sẽ như nào, làm nhiều video sẽ như thế nào, và mình sẽ dạy các bạn SEO YouTube như thế nào, SEO một cái video lên nó phải như thế nào, và dạy các bạn về quảng cáo video và các kênh quảng cáo khác. Thì đó là sẽ học làm những video chất lượng và làm nhiều những video chất lượng, và cuối cùng là học SEO và quảng cáo YouTube. Thì nó sẽ có các phần mềm, rồi là các trang web, các tài liệu, tư liệu, rồi là các sản phẩm số là mình sẽ chia sẻ và dành riêng các bạn. Thì các bạn cố gắng học cùng mình thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều giá trị, những cái tài liệu, những cái thứ mà mình sưu tầm mình sẽ để lại dành cho các bạn. Và các bạn nhớ là và mình dạy cái giáo trình này là một nửa là miễn phí, một nửa là có phí, cho nên là một nửa của giáo trình cho nên là khoảng 40% video của toàn bộ module học này
mình sẽ để nó ở chế độ trả phí, tức là không công khai, bạn phải mất tiền. Thì các bạn phải bỏ một chút kinh phí để xem được những cái video mà nó liên quan trực tiếp đến kỹ thuật cao hoặc kỹ thuật thấp, chỉ là trung bình, thì các bạn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn miễn phí trên kênh YouTube này. Còn kỹ thuật cao thì mình là phải nghiên cứu rất là nhiều và cũng phải bỏ rất là chất xám thời gian cũng như là có tiền bạc của đó để mới có được những cái video mang kỹ thuật cao. Nên khi mình chia sẻ lại các bạn thì không thể nào cho nó đi miễn phí được, cho đến khi ở kỹ thuật thấp và kỹ thuật trung bình thôi. Kỹ thuật cao thì kỹ thuật cao thì mình sẽ mở các lớp dạy, thì các bạn sẽ xem video đó. Và mình bật mí các bạn một cái điều hay nữa, đó là mình sẽ mở các lớp dạy học kiếm tiền video, kiếm tiền online, kiếm tiền YouTube. Mình mở các lớp học này qua Zoom, qua Skype. Các bạn có thể, các bạn không cần phải đến học trực tiếp và nhận training trực tiếp của mình, mà mình sẽ training các bạn qua online nhé. Còn nếu như các bạn nào ở Hải Phòng ấy, thì nó sẽ làm cơ hội rất là lớn, cơ hội rất là tốt cho các bạn khi các bạn được gặp mình và cùng kiếm tiền YouTube với mình, được huấn luyện trực tiếp, cầm tay chỉ việc. Nếu bạn ở Hải Phòng, hiện tại thì mình đang lên dự định để bay đến các thành phố khác, nhưng mà cái thời điểm Covid này đấy thì có lẽ là chưa làm được việc đấy. Thì ước mong là chúng ta sẽ cùng nhau học online và các bạn sẽ ủng hộ mình. Và nếu có thể được ấy, thì các bạn xem hết tất cả video miễn phí của mình, để những cái video có phí ấy, để những video có phí khi các bạn trả tiền ra đấy thì các bạn sẽ học nhanh hơn, và đặc biệt là nếu được gặp và được huấn luyện con Lộc ấy thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn và sẽ làm nhiều việc hơn. Thì đây là cái video này mình muốn chia sẻ và giới thiệu các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các video thứ hai sau video này. Và những video tuyệt vời, sẽ không có một cái kênh YouTube nào chia sẻ đầy đủ giống như kênh của Lộc đâu, bởi vì Lộc đã làm cái nghề YouTube này 5 năm nay rồi, đúc kết rất là nhiều, và Lộc là người có cái khả năng giảng dạy và thuyết trình tốt, là người biên tập tốt, là một người biết tổng hợp nó sâu sắc. Và Lộc hứa với các bạn một điều rất đặc biệt là những cái gì Lộc tích góp và tích lũy được, Lộc sẽ tặng cho tất cả các học viên nào đăng ký khóa học của Lộc, tặng để làm hành trang cho các bạn tất cả các tài liệu của Lộc mà Lộc có liên quan đến cái việc kiếm tiền YouTube này. Và Lộc sẽ là người hỗ trợ và giúp đỡ các bạn trọn đời khi các bạn mua và tham gia cái khóa học này, vì đây là một cái môn học, một cái module, một cái công việc mà đến thời điểm bây giờ Lộc coi là một nghề nghiệp, bởi vì nó là một trong những môn học đầu tiên, một trong những cái hành trình đầu tiên mà bước vào, và là một trong những môn học giỏi nhất. Nên mình sẽ hỗ trợ các bạn đến hết cuộc đời này, đến khi mình không còn thể hỗ trợ được thì thôi, đến khi nào mình quá già yếu và chết đi mình không thể hỗ trợ được thì thôi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Mong là các bạn hiểu được cái tâm lý của mình. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.